Cảm ơn anh. Hải Nguyễn, anh nói cho em nghe nè, nhờ có mấy cái diễn đàn của anh á, hay là anh Bằng hay là của nhóm Debawi á, em mới có thêm kiến thức. Còn thôi là em dốt bỏ mẹ, em ở hải ngoại chứ em ngu bỏ mẹ luôn. Thấy không? Anh nói rồi mà. Anh nói mà cái loại chó vừa hơi chủ là nó hay vậy lắm, đi mượn cái diễn đàn của người khác đem qua so sánh đâu mà. Ok, nghe nửa bài thôi, tại vì không nói rồi. Rồi Hải Nguyễn, anh mày biết mày thường được cái dọn cái loại mà chó vừa hơi chủ á, mượn diễn đàn Tân Thái mỗi một view nó mua bao nhiêu tiền vậy hả? Hello anh, khỏe không? Ơi chào, khỏe. Khỏe, cảm ơn, vẫn còn khỏe mà còn nói được là còn khỏe. Đủ mẹ mới sọc lòn. Tao nói cho tụi bay nghe, hồi xưa tụi bay được Mỹ nuôi. Khi Mỹ mà năm 1973 Mỹ rút ấy, thì chúng mày nói tại Mỹ rút thành chúng mày thua Việt Cộng, thua Cộng sản. Rồi sau đó chúng mày chạy qua Mỹ, chúng mày vì miếng cơm. Đủ mẹ chúng mày chứ, rõ ràng một cái chuyện nó đi theo một cái logic. Có nghĩa là từ đầu tiên chúng mày là đi theo Pháp. Pháp thì đâu có lắm anh chị. Pháp thua, Pháp bàn giao cho Mỹ, rồi Mỹ thua, rồi chúng chạy về, chúng mày thua. Đủ mẹ chúng mày chứ, chúng mày chống cộng á, chúng mày chống cộng mà chúng mày không có bằng, không vì lý bằng tiền á, thì tao chắc 100% cộng sản không thắng. Đủ mẹ chúng mày phải biết, chúng mày phải biết nhục mặt chứ. Sao chống cộng, chống lồn mẹ chúng mày à? Chúng mày ở Mỹ hay ở Úc hay ở các nước khác, chúng mày làm được cái lồn què cộng sản. Cha ông chúng mày đã bỏ chạy vì tiền. Dù chúng mày qua, tao nói cho mày nghe, chúng mày qua Mỹ hay là qua EU nói chống cộng, tị nạn cộng sản, tổ mẹ chúng mày đi vì tiền thôi mà. Hồi xưa cha ông chúng mày đã vì tiền để mà chống cộng, có nghĩa là Mỹ bỏ tiền nuôi tụi bay để chống cộng. Chứ hồi xưa cộng sản đâu có ai bỏ tiền đâu. Nga không cho bỏ lương, tàu cũng chẳng bỏ lương nuôi cộng sản. Cộng sản nó đi lính là gì? Là không một xu lương. Đi tới đâu được ăn tới đó thôi, ngoài ra không có một xu lương, không có bia, không có bar, không có gái gú, không có rượu, chỉ có gọi là nằm rừng, ăn xong rồi nó nôm na tao nói thiệt giống như trâu vậy đó, đủ mà khổ như trâu luôn á, chứ không phải là sung sướng như là cái lũ Việt Nam Cộng Hòa tụi bay đâu. Có nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa đã đi lính á, là thằng lính cũng được 3-4 ngàn đô nuôi cả gia đình, sĩ quan là vài chục ngàn đô đó, chưa kể là ăn cướp tiền viện trợ của Mỹ. Đó, đủ đĩ mẹ tụi bay là tao, tụi bay đúng cái nhục tao, nó nhục đủ đĩ mẹ tao, thách thức tổng tất cả có sọc lồn trên toàn thế giới luôn á. Tụi bay làm được cái lồn què gì mà tụi bay cứ tối ngày tụi bay chửi cộng sản. Đổ mẹ chúng mày chứ, bây giờ chúng mày qua được cái nước đó chúng mày cũng vì miếng cơm, chứ chúng mày đâu chống cộng. Chúng mày sau đó chúng mày bảo hô là chống cộng để chúng mày để mày húp lồn, chứ chúng mày chống cộng cái lồn mẹ tụi bay à. Tao nói thiệt mày nghe nha, tao cũng là độ má gốc gác Việt Nam Cộng Hòa, chứ tao không phải cộng sản. Nhưng mà tao ghét nhất là cái thứ mà gái đĩ và mồm. Đủ mẹ tụi bay chiến đấu hy sinh đi như cộng sản đi, đó là cái sự thật, thì tao sẽ tôn trọng tụi bay. Chứ còn mà nằm ngửa lồn để mẹ vừa chọc cặc vừa đủ mẹ tụng kinh á, thì làm ơn đi mẹ, biến mẹ tụi bay đi. Bây giờ tao nói mày nghe, dân bây giờ, hồi xưa dân ấy thì là nó hơi nó coi như là nó chưa có rõ, thành ra là tụi bay còn là ngứa lồn độ mẹ nó chó xà mâu đi lừa đảo. Bây giờ dân nó khôn lắm rồi, rõ ràng rồi đó. Tao là, nếu tao là cộng sản á, thì tao không thấy được cái điều là cái sự khốn nạn của cái lũ sọc lồn tụi bay nhá. Đủ mẹ tụi bay, tao ở chế độ cũ tao biết là nhà nhà người người ăn cướp tiền của viện trợ của Mỹ đó. Hồi xưa là đủ đi mẹ, từ dân đen cho tới sĩ quan cho tới quan chức là bán đồ Mỹ, đã bán đồ viện trợ Mỹ. Chứ ở Việt Nam còn ngoài hồi xưa có cái lồn què gì mà ăn cướp ra mà bán. Hồi xưa toàn bán đồ Mỹ không à, thuốc lá Salem rồi các loại đồ hộp của Mỹ, rồi là hàng của Mỹ. Đúng. Chứ có ai đâu mà bán, đâu có ai đi bán cái đồ Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa có cái lồn què gì ăn cắp mà bán.
Tổ mẹ chúng mày, cha ông chúng mày đã làm lũ chó đi ăn cướp rồi sau đó bỏ chạy vì không, bởi vì chủ không cho cơm, sau đó chạy qua nước ngoài cũng vì miếng cơm chứ không phải chống cộng sản. Đủ đi cái mẹ mày, nếu chúng mày chống cộng sản chúng mày vô rừng rồi, tao nói thiệt vậy nhá. Tổ mẹ cho cái lũ ba chọc lồn ở hải ngoại. Bây giờ nếu hồi xưa mà tao nói Nam Phi hay là Congo hay là Zambia mà nó nói là cho tụi bay tị nạn cộng sản á, chúng mày ông nội chúng mày dám đi. Đủ mẹ mấy cái nước nó nghèo mạt rồi qua chống cái gì? Chỉ qua là Mỹ, EU, Australia là cái nơi sướng. Tao nói mày nghe, 100% chúng mày đang ở hải ngoại đều là những nơi sướng. Khẳng định là như vậy. Còn nếu chúng mày qua độ mà Congo rồi độ mà Sudan rồi mấy cái nước nghèo mạt á mà mày chống cộng á, đủ má đúng mới là chống cộng. Đó mới là chống cộng. Còn ở đây chúng mày qua Mỹ, qua Anh, qua Pháp, qua Đức, rồi mà qua Úc, toàn những cái lời mà địt mẹ coi như là lồn thơm như muối biết để chúng mày liếm. Chúng mày chống cộng cái lồn mẹ mày à. Địt mẹ mày, tao thách tất cả thằng nào sọc lồn mà đĩ miệng chống cộng là đến nhà tao đây này. Đây là nhà tao cho địa chỉ đó nhá. Đến nhà tao. Đủ má mày, tao không bắn chúng mày nát đầu, tao phải là người. Địt mẹ mày, ông già tao là đại tá. Bác tao là trung tá trưởng ty chiêu hồi, có là chuyên chống cộng đó cho mày biết. Nhưng mà chính vì vậy tao biết được cái mặt mặt thật của cái Việt Nam Cộng Hòa. Đủ mẹ mày, má mày, cái thằng lồn, mấy thằng lồn bị đặt bác sọc lên ngồi chửi dạo. Mày chửi dạo chúng mày có thằng nào làm được cái gì đâu. Đủ đĩ mẹ mày à, lo kiếm cơm nuôi cái mạng chó cho mày chưa xong, mày đặt cái chửi dạo má mày chứ. Thành ra là tao thì mày nghe coi. Bây giờ tao lên Facebook thì tao chỉ có chửi sọc lồn thôi à, còn ngoài ra tao không có để ý những chuyện khác. Những chuyện khác thì tao nói mày nghe, tao không cần quan tâm bởi vì sao, đó là cái chuyện cá nhân. Nhưng mà riêng cái lũ sọc lồn chúng mày, tao Dương. chuyên chửi, tao chuyên chửi sọc lồn, một lũ chó. Tại sao tao nói sọc lồn? Tại chúng mày duy nhất chỉ có đủ ăn đủ như là lũ trâu chó bò khốn nạn, chúng mày đéo làm được cái gì nước Mỹ hay những nơi mà mày ở, chúng mày chưa làm được cái gì hết á. Chúng mày không hy sinh được cho cái nơi mà chúng mày bò để mà liếm lộn, xá gì cái Việt Nam mà chúng mày đòi chống cộng, chống cái mà mẹ tụi bay à, mà mẹ tụi bay chó đẻ tụi bay à. Đủ má chúng mày, chứ thà chúng mày hy sinh á, chúng mày vô rừng á, chúng mày chiến đấu á, chúng mày chết á, tao còn nể, tao còn tôn trọng nữa. À dù sao mày đủ mẹ là cái thằng ngu, nhưng mà mày chết thì ít ra mày cũng là một đấng trượng phu là vậy, nói là làm. Tao không, thực tế mà nói vậy nè, giống như thời Tam Quốc vậy đó. Nhà coi như là ba nhà, nhà Ngô, nhà Thục, này nọ, thì chẳng biết nhà nào đúng nhà nào sai, chưa biết nhà nào tà nhà chính, nhưng mà người ta hy sinh cho chủ của họ, hy sinh cho chủ của họ. Tao chỉ nói đơn giản là giống như nhà Thục chứ chắc đã là chính, đã là tà, đó là chánh. Nhà Ngô hay nhà Ngụy chưa chắc nhà nào đúng với nhà nào sai, nhưng mà người ta vẫn tôn trọng những vị tướng, những cái người tướng mà hy sinh cho chủ của mình. Đó, đằng này tụi bay chống cộng, tụi bay chống cộng những cái lồn, chúng mày chẳng qua là chúng mày đi liếm lồn, chúng mày dơ, vừa liếm lồn vừa dơ tay cho tôi chống cộng, tôi chống cộng, mình đang liếm lồn, liếm lồn để mà nhưng mà trước khi đang liếm lồn mày nói chống cộng để chi, để liếm lồn nó mới sướng hơn. Chứ nếu không á thì liếm lồn mà không la chống cộng á thì nó nhàn, là nó nhạt lắm, nhạt nhẽo lắm, lúc đó nó gọi là chó chứ mà là người. Tổ mẹ chúng mày chứ, tao nói thiệt á, tao chửi sọc lồn là bởi vì tao hiểu rõ sọc lồn tao mới chửi. Cái lời chửi của tao là tao từ trong đi ra, chứ tao nói nghe cái dân Bắc Kỳ, dân ngoài Bắc á, nó chửi sọc lồn không được như tao chắc chắn luôn. Hai cái giọng điệu, hai cái kiểu chửi hoàn toàn khác nhau đúng không? Mày nên nhớ, người Bắc người ta chửi sọc lồn không thể nào bằng dân dân sọc nó chửi đủ mà từ trong ra. Cũng giống như là tao nói mày nghe nha, dân dân Bắc á đủ mà nó chửi công an như chó, nhưng mà dân Nam thì đủ mà ít ai dám chửi. Tại sao? Đó là chúng nó là dân Nam không dám chửi, hiếm lắm. Còn dân Bắc đụng má từ cái thằng xe ôm cho cái thằng ấy, thằng nào cũng giữ công an, bởi sao? Nó từ ở trong nó đi ra nó không dám chửi. Chứ không phải tự nhiên là muốn chửi là chửi đâu nhá, đâu má không dễ đâu. Nghĩa là phải hiểu rõ mới chửi Đúng được đúng rồi, không anh? đó đó Phải hiểu rõ.
Tức là dân miền Bắc là công an bộ đội nó rành quá rồi, mà gia đình nó cũng có, bà con anh em cũng có, thì nó biết nó mới dám chửi. Còn hồi tại sao mà dân Nam nó ngoan, có nghĩa là đụng với chính quyền là nó ngại, tại vì nó sợ, nó biết gì đâu, nghe hù nó sợ, nghe nó cán bộ phường xuống cái dội à, gặp công an nó cái sợ đó. Nhưng mà đa số cái người nào dám chửi công an đều bắt hết, xin lỗi nói thẳng như vậy, kể cả Sài Gòn mà có dân Bắc thì nó dám chửi, nhưng mà dân Nam thì hiếm lắm không dám đó. Nói vậy để cho cái lũ sập lồn cho mày biết, tao chửi sập lồn bởi vì tao từ trong đi ra, tao hiểu rõ cái bản chất mày, tao mà cái vấn đề là mày sập lồn mà mày chỉ là dân đen hồi chế độ cũ á thì nó khác, còn tao là dân thuộc loại đậu mà ngon lành ở chế độ cũ, tao ăn mọi cái quyền lợi trong chế độ cũ. Mà quyền lợi nó là cái gì? Đó là cái sự cả lớn nuốt cả bé à, quyền cao chức trọng để ăn, để giành miếng to hơn cái thằng ngu thằng nhỏ, đơn giản vậy thôi, có gì đâu. Tao nói cho mày nghe, hồi xưa ông già tao làm tâm lý chiến, tao nói vậy nè à, cứ coi như là có một thằng lính nào mà đủ đi mẹ nó sống nó bị thương mà nó chưa kịp chết á, và trong khi là cả mình tiểu đoàn hay là đại đội chết hết rồi á, thế là móc một cái thằng còn sống ra đưa lên, đây là anh hùng đây nè, chống cộng đây nè, đâu biết đâu nó trốn chứ, đi mẹ nó, đủ mới phải đưa lên chứ, chẳng lẽ giờ đủ không đưa lên thì đủ mới làm sao mà nói rằng là có những anh hùng chống cộng à, đủ má nó phải dạy đó, nghề nó dạy đó, cứ một nói thành 10. Cũng giống như tụi bay chửi cộng sản á, có chuyện xấu tụi bay đưa thành cả một cái độ má một đại dương xấu đó là bình thường thôi, có cái gì đâu. Rồi tao nói đơn giản như cái vụ Lý Tống anh hùng áo đen, đủ mẹ hồi Lý Tống sống ấy, chúng mày coi như con cặc, chúng mày coi như chó, thế mà vừa chết xong dựng lên tượng anh hùng Lý Tống đủ đi mẹ, mà thêm chân chơ chén trắng trợn, một cách gọi là trắng trợn, đây là một việc thực chứ nói chuyện hồi xưa đó. Thì có thể mấy thằng, xin lỗi nhá, mấy thằng lồn què chống cộng này nó chưa đẻ ra nó chưa biết à, bây giờ cái chuyện thực thế này, Lý Tống này mà mai mốt mà đủ đi mẹ Ngô Kỷ mà lỡ bị đụng xe chết chắc nó đưa lên thành đủ má cũng là anh hùng dân tộc luôn á à. Có nghĩa là bây giờ bất kỳ ai thằng sọc lồn nào ở ở bên Mỹ mà nó là cái lồn bữa, lồn thối, lồn hư, mà lỡ nó bị chết vì bệnh tật à, nó còn xin lỗi chứ không phải bị chết vì cộng sản đâu nhá, không phải chết vì đấu tranh cộng sản đâu, chết vì vì bú lồn gặp ngay sida là bắt đầu là vừa chết xong một cái là bắt đầu trời ơi coi như là hàng trăm tổ chức chống cộng sẽ đưa tôn vinh là lên anh hùng chống cộng, hy sinh vì sự nghiệp chống cộng, đâu có biết đâu, đủ mẹ nó đi liếm lồn ăn tạp ăn phải sida nó chết à, đủ mẹ tụi bay. Thành ra cái lũ sọc lồn làm ơn làm phước đừng sủa nữa, nhục lắm nhục lắm. Tao nói mày nghe, tao đây nè, tao nói thiệt mà tao đéo ưa cộng sản, mà tao đéo mà cái Việt Nam cộng hòa tao đéo ưa, tao chết mẹ rồi chẳng có gì để ưa cả, nó còn sống đâu mà tao ưa. Còn bây giờ cái đứa đang sống mà nó thờ Việt Nam cộng hòa, hồi xưa tao nói mày nghe 100% chúng nó là cái lũ tham sống sợ chết, đéo đứa nào đủ mà tốt lành rồi, còn nếu không là chết mẹ rồi, đủ mẹ mày tướng Lê Quang Đạo đến mẹ con từ thủ cuối cùng chạy, Ngô Quang Trường cũng từ thủ xong chạy, đủ má coi như là 100 thằng nào mà hô từ thủ mà muốn cộng sản muốn kiếm miền Nam bước có sắc tôi thì không kịp bước, cộng sản không kịp bước, bởi vì sao, nó chạy mẹ mất rồi, đủ má nó chạy mẹ mất rồi, mà cuối cùng thì cộng sản nó lành, nó cộng sản cuối cùng nó thua, nó chỉ lấy được cái miền Nam thôi, còn không lấy được xác của mấy cái thằng đó, đủ má nó nó chạy mẹ rồi, còn đâu nó đứng đó. Thành ra là đến bây giờ Rồi. Nít kia bị giam anh Việt Nam ơi, nít bị giam nên năm mới mượn cái đỡ. đó, thành ra là tao nói cho mày nghe, tụi bay làm ơn, tao nói trời nhục lắm, đừng có mở miệng ra. Bây giờ bao nhiêu thằng, cái thằng Hùng Lân, thằng cha, thằng Hùng Lân đại tá, nghe nói là đại tá tỉnh trưởng, mà bây giờ đang tu, tại sao nó không chống cộng? Mà thằng con lồn què nó chống cộng, thằng cha là đại tá tỉnh trưởng được mẹ coi như là cong nít bỏ chạy đó, nhờ bỏ chạy thành ra thằng lồn Hùng Lân mới được bảo lãnh qua Mỹ chứ nếu thằng cha nó mà chống cộng thì chắc là Hùng Lân trở thành Hùng Lồn rồi, khỏi coi như là lồn què rồi, khỏi đi chống Mỹ luôn đó. Do đó Hùng Lân ơi, mày làm ơn mày nhớ nè, nhờ cha mày bỏ chạy thành ra là mày mới cơ hội qua Mỹ à, chứ nếu không thì đủ mà đéo có ai mà mấy thằng lính Việt Nam Cộng Hòa hai tướng còn chết qua của Mỹ là bảo bảo lãnh cho con cháu nó đi không, không đủ đi mày mày
nhiều khi mà đang bảo lãnh mà lỡ chết cũng đéo ai bảo đéo cho qua luôn đó kìa. Có nhiều người trường hợp vậy đó, làm hồ sơ cái chừng mà bảo lãnh xong mà chưa kịp bảo lãnh tới hàng tới hạn rồi mà chết, coi như là Mỹ đóng hồ sơ luôn đó. Đủ đi mẹ thằng cha thằng Hùng Linh á, là hối hận dây dứt, đủ mẹ cắn ngay con cặc lồn mẹ nó ngay ngay nhớ để mà ngu sợ, coi như là cảm thấy xấu hổ khốn nạn nhục nhã, thành ra phải đi tu. Đi tu để làm chi? Chỉ có tu mới rửa được cái sự khốn nạn trong đầu của một cái lũ chó đẻ. Những cái người mà người ta hiểu được bản chất của Việt Nam Cộng Hòa tại sao thua thì đa số họ im lặng. Im lặng là vàng. Tại sao? Nhắc tới là nhục. Cũng giống như là đơn giản, ai vậy thôi à? Mình cũng vậy thôi. Ví dụ là mình làm chuyện xấu, mình bị đuổi việc, mình đi tù. Đâu có ai đâu khoe khoang tôi đi tù, tôi được đi tù, tôi hãnh diện được đi tù. Không, người ta phải giấu, người ta giấu, giấu chừng nào mà không không giấu được thì mới phải moi ra. Thôi tôi vì sai lầm tôi đi tù. Đằng này đâu có ai thằng nào hô to lên tôi đi tù, tôi được đi tù vì tôi hãm hiếp cướp đất. Đủ đi mày à mày. Mày nghĩ sao mà tụi bay, nghĩ sao mà tụi bay cứ đi mang đi, chúng mày cứ chửi cộng sản, cứ chửi Việt cộng. Tao nói mày nghe, Mỹ nó là siêu cộng sản. Việt Nam á là tỷ lệ tai nạn đại nạn xã hội 1 thì Mỹ là 10. Mỹ là 10. Mà ta chưa thấy thằng sọc lồn què nào mà mang ra một cái xấu của nước Mỹ mà chúng mày thà chúng mày nói là Việt Nam có cái xấu này, Mỹ có cái xấu kia, ngồi bàn là cái nào xấu với cái nào. Thì ta nói đủ đi mẹ, chúng mày không bao giờ mở miệng nói được một câu rằng là Mỹ xấu mà toàn khen Mỹ không à. Đủ đi mẹ mày. Mày nghĩ sao vậy? Hả? Ít ra thà tụi bay là nói rằng Việt Nam là thí dụ học sinh nè, đồ má nó đánh nhau nó quần lột đồ. Mỹ thì nó có cái này nè, đó thí dụ Mỹ nó có cái, không phải lột đồ đâu mà hãm hiếp luôn mấy năm luôn nè. Thầy giáo hãm hiếp học sinh, rồi bạn bè hãm hiếp nhau vì là đồ mẹ tệ nạn coi như là bạo hành ở trong trường. Thì ở Mỹ nó đầy rồi đó, nhưng mà tụi bay không có nói. Tụi bay cứ chờ Việt Nam hở ra cái gì cái tụi bay đủ giống y như là tụi bay là cái lũ chó mà chờ chờ người ta đổ chờ chờ quẹt vô cái mắm tôm xong nó ê đủ má thúi rình đây nè, thúi đây nè, đủ đi mày à mày, đủ má mày. Bây giờ mày dân Việt nó hiểu tao nói thiệt bây giờ nhá, tao người tao đầu tiên xưa tao chẳng muốn chửi nữa, chửi thành ra nhiều khi nói ta chửi người ta là chửi mình, chửi người ta là chửi mình. Tại sao chửi Việt Kiều, chửi người ở nước ngoài thì thành ra chửi mình nằm trong số đó, nó thẳng ra như vậy. Nhưng mà ở đây tao chửi sọc lồn, có nghĩa là tao chửi những cái người, những cái đứa mà chửi cộng sản, hô hào chống cộng, nhưng mà không làm cái gì. Đó. Không làm được cái gì. Ví dụ mày làm, mày chống cộng mày làm á. Thí dụ tao nói mày nghe như Ngô Kỳ, Ngô Kỳ ào ào làm này nọ thì thôi, thì tao không chửi Ngô Kỳ. Tại sao? Vì cái chuyện đó là cá nhân mỗi người tự do ngôn luận. Nhưng mà Ngô Kỳ ít ra cũng có hành vi, nôm na đơn giản là hành vi chống cộng. Còn tụi bay á, nếu có hành không có tỏi, không có lùng què gì hết á, tụi bay nằm ngửa cặc ra nghèo đói đói, vượt một tay vừa nhìn phim sách lên, vừa tay vừa sập cặc, coi như tưởng tượng mình đang đủ hoa hậu đó, chống cộng kiểu đó đó, chống cộng cái kiểu mà đi mà thấy cộng sản cái đồ mà giống như thấy hoa hậu rồi đó, thế là la lên một tay sập cặc coi như mình đang đủ hoa hậu đủ mẹ nó như vậy á, nó khốn nạn như vậy á, thà mày ra mà đủ đĩ đi người ta còn đỡ, mà đéo có đĩ để mà đủ nữa. Tụi bay không có đĩ để mà đủ luôn á, chứ còn tụi mày có đĩ đủ tao nói ít ra còn có chặt con sập những cái lồn trâu. Đằng này đây tụi bay không có chỗ cho mày nghèo, mà tụi bay nằm ở trong nhà mở phim sách bằng cái điện thoại mà đời bảo đại. Đi mẹ không được cái đời mới không được cái đời mới nữa, được cái thời bảo đại, nhưng mà nó chỉ có đưa lên cái hình rồi cái hình gọi là cái hình chết thôi. Thế là ra sức sọc cặc, sọc cặc để mà đổ máy, để xuất tinh, để la lên. Đã quá, mình đụ được hoa hậu. Cái kiểu mà nói nôm na là cái kiểu gọi là tự sướng. Đúng rồi, đó, đổ đĩ mẹ nó chứ, không có tiền để chơi đĩ nữa kìa. Đĩ mà mặt hạng người ta không chơi rồi, không có tiền chơi đĩ nữa. Thành về nhà mà chứ nói nghe cũng không có được, cũng không được có tấm hình sách để nhìn cho đẹp đó. Hình mà đổ má đĩ từ trăm năm trước á. Đổ má. Khổ lắm, tao nói tao khổ lắm, tao cứ chửi chúng mày, tao chửi mà dẫu sao tao cũng cảm ơn là nhờ có chúng mày tao chửi xong người tao sướng ngây ngất đủ má tao đã. Anh biết nhà, nhà, nhà,
Nhờ vậy mà những cái show hài của Thúy Nga coi như là bị giảm lượng khách. Đúng rồi. Để ta quay qua đây ta chửi bà. Chui đúng rồi. Nói thiệt vậy nè, nói là phải là coi như là phải thú nhận vậy nè, ở Mỹ này ra đường là không dám nói to, chứ đừng nói chửi ai. Đủ ba chửi thằng chắc nó hốt sắc à. Nhờ các mạng Facebook mà đầu tiên hồi xưa Facebook thì cũng không có vụ chửi này, đúng không? Ít lắm. Thế là từ cái hồi mà sập lồn nó nổi dậy, nó nổi lên như là đổ má sida vậy đó. Thế là đổ má nhà nhà người người có cớ để mà chửi. Đổ mà sướng cho nó, tao sướng thiệt luôn á. Đổ đi mẹ thiệt, mồm của tao ở đây mấy chục năm rồi, tao cũng không dịp để chửi ai hết á. Ra đường mở miệng nó nhỏ lắm. Excuse me, oh, thank you, I'm sorry. Có chứ mình chẳng làm đéo gì cả. Mình không làm cái gì cả, mình phải miệng I'm so sorry, my bad. Ôi, người ta chửi mình cơ. Thank you. Đồ, người ta tâm mệt, khổ lắm mà. Thành ra nhờ Facebook này mà tao có dịp để tao chửi, để tao nhớ lại cái quá khứ ở người ta là người Việt Nam. Là người Việt Nam chửi như thế nào cho nó sướng miệng, cho nó đã, đủ má, đủ bay, đủ đi mẹ, cố tổ, tổ tông, đủ bay. Tao dù sao tao cũng cảm ơn là đủ, cái sự xuất hiện của đủ bay để giúp cho tao được thoải, được tinh thần tao được nâng hưng phấn, thoải mái, sung sướng. Chứ bây giờ mình gặp một người bình thường mình chửi sao chửi được, đúng không? Đúng không? Mình là thành người khốn nạn. Nhưng mà chửi sọc lồn đó, vừa được chửi này, vừa được nó nôm na là ăn chó cả lông lầm cả cức, vừa chửi tụi bay bằng những từ xấu nhất, dơ nhất, moi mùa mà tổ tông nhà mày lên. Sau đó ta cảm thấy sung sướng mãn nguyện. Và cái đặc biệt tao nói một ngày của trời cho là thiên hạ nó là ngưỡng mộ tao, nể tao, thích tao, đủ đĩ mẹ sướng không? Quá sướng luôn, đủ quá làm chuyện bậy mà lại được là anh Phong anh Hùng. Đủ mẹ đúng. Nhiều đó là cảm thấy thoải. Quá sướng rồi. Coi như là như ở Việt Nam ta kêu gọi là mấy nghề bé trai là mua cức bán vàng. À, có là mình mua hàng rẻ tiền, mình về mình bán món, mình lời một gấp trăm. Món. À, thì bây giờ như mà bà cũng nói anh thêm nè, ở đây á, là mình chia ra ba cái dạng, ba cái gọi là ba dạng người. Thứ nhất, những người mà người ta đi lính Việt Nam Cộng Hòa thì thôi mình không nói. Đúng. Đó là những người người ta lý tưởng, người ta để trong tim, mình không nói. Nhưng còn cái hai cái số còn lại á, là những cái thứ nó cũng dựa theo cái màu vàng, nhưng cái lá cờ của người ta tìm á, còn cái bọn này á, nó để ở dưới mông nó cái màu vàng dưới mông á, và cái vàng trên đầu nó là giống với nhau, nên cái bọn này đó là mình là gọi nó là vậy. Thực ra anh nói vậy nè, hồi xưa thì thời cuộc không theo bên này theo bên kia, do đó là đi lính cũng chỉ là một cái bắt buộc. Thì anh cho rằng là cái chuyện xấu tốt, bởi vì sao? Mạng mình phải lo. À, mình không ai lo cho mình cả. Bây giờ mà mình không đi lính thì cũng chết, mà đi lính cũng chết nhưng ít ra được tiền. Thì thôi, thì cái đó thì mình không thể nói tốt xấu ở đây được. Đó. Nhưng mà cái chuyện xong rồi thì thôi, bỏ qua. Đừng có mang ra, đừng có khoe mẽ. Đó. Vấn đề ở đây là vậy nè. Là những cái thực tế mà nói là đâu có mấy thằng, xin lỗi mấy cái người chống cộng như này đâu mấy ai đi lính hồi xưa đâu. Đổ đi mẹ hồi xưa cao lắm là đổ mà. Cỡ như anh là mười mấy tuổi là chưa kịp đi lính. Còn cái loài chúng nó là đến mẹ chưa kịp mặc quần nữa kìa. Chưa kịp biết mặc quần nữa kìa. Đủ mẹ tụi bay chứ tụi bay đi, tụi bay mất cái gì mà tụi bay chửi, chửi đống nữa hả? Tụi bay mất cái gì? Đủ mẹ tụi nhờ cộng sản mà tụi bay được tị nạn. Chứ nếu không có cộng sản thắng thì đời đời tụi bay không bao giờ ai cho tị nạn. Đó. Đó là mày, cái điều này tao luôn khẳng định. Bà ngoại vợ tao nói vậy nè, bà là dân, bà ngoại vợ tao là dân 54. Bà nói vậy nè, ơn cụ Hồ đánh từ Bắc chạy vào Nam. À, năm 75 cụ quấn một phát chạy từ Việt Nam qua Mỹ ở cả luôn, đủ má coi như là cậu gì chú bác coi như cả dòng vô coi như là đi qua Mỹ hết luôn. Đủ lý mẹ tụi bay chứ hồi xưa là ở ngoài Bắc chạy vào Nam cũng súng cực khổ lắm, không sung sướng gì đâu. Đủ má nhờ cộng sản quýnh thôi chạy bay qua Mỹ luôn. Đủ đi mẹ bây giờ sướng. Trời ơi sướng đi mẹ. Nhưng mà đâu có ai chống cộng đâu. Người ta biết ơn rằng là nhờ cộng sản. Nói thẳng luôn. Đủ má xin lỗi nha. Mình chỉ phải cảm ơn. Nhờ cộng sản mà chấm dứt chiến tranh. Trước tiên là chấm dứt chiến tranh. Cái thứ hai là cơ hội để nhân dân cộng sản, để xin tị nạn, để chui vào cái lồn, để mà liếm lồn người ta. Đó. Sau khi liếm lồn xong rồi, bây giờ chẳng lẽ giờ mình không nói gì thì nó kỳ, thế là phải hô đại đạo cộng sản, đại đạo, đại đạo.
đâu có ai kêu mày đả đảo đâu. Mỹ nó đã coi Việt Nam là bạn rồi, chứ đâu phải Mỹ, chừng nào Mỹ nó coi Việt Nam là kẻ thù á, thì mày đả đảo ăn dựa hơi thì giống như hồi xưa đó, thì cái đã không nói. Mỹ nó không coi Việt Nam là kẻ thù nữa, mà chúng mày đả đảo với lồn mẹ mày à, hả? Mày đả đảo có đi mẹ mày à, nó đi lạ cho đó đó. Tới cái thằng Đàm Vĩnh Hưng là cái thằng gọi là bá dơ, cái thằng bá dơ có nghĩa là hồi xưa nó là cái thằng hớt tóc và lòng lề đường, rồi nhờ 8 lần mặc giày thi tiếng hát truyền hình Hồ Chí Minh mới được giải tư, sau đó là đổ mà hát có tiền. Nó là cái thằng bá dơ của chế độ Việt Nam, của Việt Nam. Mà bây giờ nó qua Mỹ, chúng mày nói cái là Đàm Vĩnh Hưng là đảng viên cộng sản mà cao cấp nữa, đồ má. Đồ đi mẹ, tao không hiểu tụi bay nghĩ cái gì mà tụi bay cứ thế hở vô dân. Sáng nay anh nói thì mới nhớ tới cái vụ mà cháy cái nhà thờ ở Pháp rồi. Thì ở trong nước cũng có một số nghệ sĩ nó a dua, nó gọi là đặc biệt như thằng Phan Anh, Đúng rồi. nó cũng phải bóc vé máy bay để bay qua bên đó để gọi là cho mọi người thấy là tỏ một cái lòng thương tiếc. Nhưng mà anh thấy đó là cái việc làm tào lao, Đúng. nó thẳng là việc làm tào Cái nè, nó đánh bóng tên nó việc làm lồn què. nè. Cái thằng riêng Phan Anh đã nói vậy nè, thằng Phan Anh á, nó chỉ là cái thằng MC của VTV thôi, có nghĩa là lương của nó không giàu, nó không giàu. Nó giàu là nhờ người ta quyên góp đi làm từ thiện, nhưng mà như điên nó, người ta góp 100 nó đi 10 thôi, thì nó giàu là nhờ cái tiền của con ông bà gọi là của người phúc ta. Thằng mặc lồn Phan Anh nó đéo, nó không phải là trưởng ban, gọi nôm na thí dụ trong VTV mà nó là trưởng ban tài tài thời sự hay là sếp á, nó chỉ là cái thằng MC bình thường không chức không quyền ở trong VTV Một đó, thì lấy đâu mà à. giàu, làm đĩ không kịp giàu nữa. Con mẹ nó, con bà nội nó, dì nó, cậu nó, có là tất cả giống cái nhà thằng Phan Anh, có làm đĩ cũng không có giàu để cho nó bây giờ đưa vợ đi du lịch nước ngoài, rồi bay từ Việt Nam qua Pháp như là bay ra chợ đĩ để mẹ chơi vậy đó. Đủ đĩ mẹ mày Phan Anh đó, mày lấy tiền của người ta, mày người ta nuôi mày xong rồi mày đánh bóng tên tuổi mày đó, cái thứ nhất. Có nghĩa là gì, thằng Phan Anh này đéo có nghề gì ngoài cái nghề sủa trên TV. Thí dụ như mày mày giỏi mày giàu là nhờ bán cái chai hay là mày đi chạy xe ôm á, người ta còn nể mày. Mày đéo có cái gì ngoài cái chuyện ngồi gọi là kêu gọi là đủ mà đĩ miệng ở trên VTV đó, cái lời của mày là lời của người ta mớm, chứ mày đéo có con cặc gì cả. Bây giờ mày ra khỏi VTV mày làm được con cặc gì đó. Nhưng mà ở đây mình, ở đây là gì, tự người ta ỉa vào mặt nó, tự nó ỉa mặt nó. Bây giờ đủ đi mẹ nó đéo phải này, nó không phải là công dân Pháp này, thằng cha ông nội ông cố nó đéo dính gì, không dính gì cộng đồng lồn của người Pháp luôn á, không dính luôn á đó. Mà bây giờ nó chạy qua, nó thấy Pháp nó chạy qua đó để nó liếm lông lồn của mấy con đĩ Pháp à, ổ mẹ nó chứ. Đủ mẹ mày, thằng Phan Anh tao nói cho mày nghe nhá, mày là ở xã hội Việt Nam mày chỉ là chó thôi, mày đéo phải là người, mày đéo có chức có quyền, mày không có một cái gì cả. Mày ăn được là nhờ là cái thời kỳ đấu bữa trước, ví dụ mà thời kỳ mày mới lên là nhờ mày phản biện như trên TV VTV cái vụ này vụ nọ đó đó, sau đó là người mày rộ lên cái vụ đi đi tài trợ, thế người ta gửi cho mày mấy chục tỷ, mày mày đi tài trợ đâu nhiêu tiền đâu, đủ đi mày à, mày mày đủ người ta góp cho mày 10 tỷ mày cao lắm mày bỏ ra 1 tỷ bạc, còn 9 tỷ mày xài, thế là mày ngồi mày đủ mày nằm ngửa lồn mày dãy đành đạch, mày nói là mày hy sinh. Đủ mày à, mày tao nói cái nghề của mày làm sao mà đủ tiền mà cho vợ đi chơi mua nhà rồi đi đi qua nước Pháp như rảnh như vậy đó. Cái chuyện đó là nhiều khi á vài thưa che mắt thánh à, có nghĩa là nó cứ nghĩ rằng là nó làm điều đó là người ta không biết rằng là tiền của nó sống bằng tiền của người ta. Nhưng mà khổ nói á, khổ lắm, dân Việt Nam mình á thì phải nói rằng nhiều khi là nó ngu có phong trào. Ngu có phong trào đó, để mà xin lỗi nhá, anh thì anh không có thần tượng ai, nhưng mà ai hợp lý thì anh tôn trọng chứ không thần tượng. Do đó là bây giờ Đúng tôi rồi. nói anh nói vậy nè, thà xin lỗi nha, mình cho người nghèo, mình thà mình có tiền thì mình thà mình đi tới tận nơi mình cho họ hàng 5 triệu 10 triệu, chứ còn gửi cho một tổ chức từ thiện ấy, thì nó phải cái tiền nó phải nuôi cả một tổ chức đó, còn dư tiền nó mới làm từ thiện, nó thẳng luôn là như vậy. Chứ đéo ai đâu mà chừng nào mà cái tổ chức từ thiện đó mà nó bỏ tiền ra của nó xong nó lấy tiền của mình đi cho thì mới nó đỡ, còn tất cả
tất cả 100% các tổ chức từ thiện đều lấy tiền từ thiện để mà nuôi bộ máy từ thiện, sau đó vác xác đi làm từ thiện, có nghĩa là mất mẹ hết rồi, mẹ 34 rồi, có một phần à? Không có một phần, có phần à? Đến tại đó. Do đó tại sao mà người ta không người ta bây giờ rất không nhiều người người ta nộp vào coi như các gọi là tài khoản hay một cái tổ chức gọi là cái mặt trận tổ quốc, hay mà người ta thà người ta bỏ tiền ra, người ta thuê hẳn cái xe tới, người ta chở mẹ tới tận nơi, người ta phát cho người ta về đó. Thì cái đó thì còn gọi rằng ít ra đúng là tiền của họ không thất thoát đó, nhưng mà tự họ cũng hiểu rằng là để mà hàng đến được người dân thì họ phải tốn một số tiền để mà mang nó tới rồi, có không đơn giản đâu phải là đổ mẹ đâu phải là thả bay đâu mà bay cái tới thả xuống như là đổ thả bom đâu, đúng không? Cái thằng Phan Anh này nó là cái thằng khốn nạn, nó thẳng luôn á, nó tận dụng gần như đánh bóng tên tuổi nó với tiền của người ta, đánh bóng tên tuổi của nó, mà nó đâu có biết đâu là dân Việt Nam bây giờ nó lại là khác rồi, nó còn như hồi xưa nữa à, như hồi xưa nữa. Bây giờ mọi hành vi bây giờ xin lỗi, nhưng tại sao mà dân Việt Nam bây giờ đồng loạt nó chửi cái loại dân chủ cuội, có nghĩa là chửi chế độ để kiếm một vé đi nước ngoài đi tị nạn, mà đi tị nạn để gì? Vì miếng cơm thôi. Chứ bây giờ vậy nè, bây giờ nếu như thằng điếu cày này hay là con Tạ Phong Tần á, mà bây giờ nếu mà nó bị đi tù vì đấu tranh dân chủ đúng không, bây giờ nếu như là gọi là Mozambique mà nó bảo lánh qua, chắc mình nó dám đi không nhỉ? Đủ đi mà chắc nó đâu nó thả nó ở tù, thả nó ở tù chết rồi đi Mozambique đúng rồi. Còn bây giờ là miếng ví dụ có những nước người ta có thể là mời đi nhưng mà chưa chắc mình nghèo, nhưng nó bán cả danh dự, nó bán cả cái sĩ diện của nó, nhưng nó để được đi vậy đó. Đi Mỹ này mà thậm chí bây giờ là cái con miền Trung mà đi Đức nó còn chê nữa, mà đi Đức nó còn chê nó bỏ về đó, tại vì Đức không xuống bằng Mỹ à, đổ đi mẹ nó. Thành ra là cái đám dân chủ lồn mà được bảo lãnh thì chỉ có đi Mỹ, lại còn được nhiều khi đi Anh hay đi Pháp gì không đi đâu, không đi đó. Thành ra là thấy không, nguyên cái chuyện khi mà nó đi nó đã lựa chọn hết rồi, nó lựa chọn hết rồi, là nó đánh để nó chửi, nó đánh đĩ để coi đại gia là mời nó, mà đại gia là mà chọn đại gia à, giống như là đổ mà hoa hậu hay người mẫu mà đổ mà có cái lỗ lồn thôi, không có gì hơn á, lấy lỗ kinh doanh, lấy lỗ làm lời, thì nó phải coi đại gia nào đổ mà ngon cơm chứ đại gia là bình thường thì không được, mà coi là công tử đẹp trai nha, học giỏi, con nhà nghèo ở dơ thì xin lỗi nha, đéo bao giờ được đâu, biết mẹ thì bay đi. Đại gia mà 90 tuổi thì già không quan trọng, quan trọng là tiền nặng hơn ký thì đủ má đủ ok đó ok. Thành ra cái điều ở đây là cái điều nó rõ ràng rằng là một cái sự khốn nạn mà nó không nhận ra được cái sự khốn nạn đó, nó làm như là không ai biết, nó không ai thấy, đủ đi mẹ nó chứ. Thành ra là ở đây cái đám sọc lồn ở đây này ở đây thì nhiều lắm, HO rất là nhiều, vượt biên cũng rất là nhiều, nhưng mà HO người ta đa số là người ta sống gọi nó theo kiểu là gọi là tà chờ chết, có nghĩa là họ hết già rồi, bây giờ cái người nhỏ nhất cũng phải 6, 7, 8, 70 rồi đó, còn già nữa là 8, 90 tuổi, bây giờ họ chỉ cần bây giờ xin lỗi nhé, họ chỉ mong ước là ngày hai bữa coi như là có được cái chỗ tới ngồi nói dóc mà đéo có, toàn giữ được 1-2 ngày thứ bảy nhật thôi, còn hàng ngày á chui trong nhà như chuột vậy, không yêu được đâu. À, thế là chỉ trông chờ ngày chủ nhật hẹn hò nhau ra cà phê xong chút về, thì coi như là gọi nôm na là chờ chết mới có gì, đâu có gì đâu để còn những... đâu có gì thú vị đúng không? Cuộc sống cực kỳ nhàm chán ở Mỹ này, cuộc sống cực kỳ nhàm chán, có nghĩa là mình có thời gian, mình có tiền, không ai chơi, tại người ta đâu có rảnh. Nói thẳng luôn, chứ không phải là ở đây họ không nghèo, họ đủ tiền để mà họ cà phê cà pháo gặp bạn bè nó dốc, nhưng mà không ai rảnh. Thí dụ người ta rảnh, người kia thì không rảnh, không phải vì họ nghèo mà họ nhiều chuyện làm lắm. Trời ơi, bên Mỹ này á, người ta bảo lãnh cha mẹ ông bà qua làm ô xin, không phải phụng dưỡng đâu. Bây giờ nha, ở Mỹ này mà nuôi ô xin nó nuôi là bằng lương một người đi làm. Ở Việt Nam là đủ ô xin 5-7 triệu là đủ má, là coi như nó thờ mình hơn thờ cha mẹ nó nữa. Còn ở Mỹ này á, ô xin bây giờ là 2.500 một người, mà thậm chí nó chỉ làm tối thiểu thôi. Do đó là đổ mẹ HO giờ chỉ có mẹ 700 cho tới 1.000 đô mà đấy đéo là mướn ô xin. Thành ra tại sao mà Việt Kiều yêu nước bảo lãnh cha mẹ mình già 70-80 tuổi qua để mà làm ô xin miễn phí.
nhưng mà cha mẹ bị nó dụ, cha mẹ bị nó dụ vậy này. Nhiều khi người ta hỏi ủa sao già qua làm cái gì, cái mấy cha mẹ đồng thanh hô to là đi qua ăn tiền già. Đủ mẹ chúng mày, mày muốn ăn tiền già mày phải công dân Mỹ, phải đóng thuế 10 năm liên tiếp. Tiền già cái lồn què, chúng mày đeo thẻ xanh ăn cái lồn què tiền già, nhưng mà đeo mặt nạ lên để cho dân Việt Nam thèm. Ở Việt Nam thì mấy người già sướng rồi, bởi vì đã có người thân ở bên Mỹ thì chắc chắn là không nghèo, đúng không? Không nói giàu. Ở Việt Nam ta đúng mà rừng lồn đến mà bắn cặc chạy tới trong trong thì hãnh diện lắm. Qua bên đây á như chó chui gầm trạng. Đó, nhưng mà đã được con nói rằng trời ơi qua đây ăn tiền già chẳng biết đâu đủ đi mẹ, qua làm ô xin chết mẹ, đang sướng ở Việt Nam không thích, qua bên đây làm chó. Mà chó cho ai? Cho con của mình. Đủ má nhục nhưng mà không dám nói. Nói ra sợ nhục hơn. Đủ đi mẹ, ở Mỹ này nhá, xin lỗi nhá. Muốn ăn được một xu của nó, nhất là tiền già tiền hưu á, xin lỗi á, đồ mẹ không có cửa đó đâu. Nếu mà dễ như vậy á thì đồ mẹ là không có, thì Việt kiều nó không có phải đồ mẹ cày như trâu như ngựa đâu. Bây giờ hồi xưa ít người biết, nhưng bây giờ rõ ràng ai cũng biết rằng là qua Mỹ cày như trâu như ngựa luôn, có sức đấy nha, có sức á. Mà bây giờ cái loại già ở Việt Nam đủ mà tiếng Anh bẻ đôi chưa biết, bây giờ hỏi sao thi quốc tịch vậy? Cái thằng trẻ như Hùng Linh mà đéo thi quốc tịch 15 năm chưa đi quốc tịch đó, hỏi mấy người già ở Việt Nam 70-80 tuổi rồi đủ đi mẹ, nói tiếng Việt còn chưa đành nên đủ hỏi xin lỗi thi bằng tiếng Việt, thi lịch sử bằng tiếng Việt thôi còn không được, cái cặc đâu ra mà đòi tiếng Anh. Đủ mà muốn bây giờ ở bên Mỹ này mà muốn thi bằng muốn thi quốc tịch Mỹ mà gọi là thi bằng tiếng gọi là tiếng của Việt Nam thi vậy đó, thì là phải ở Mỹ 15 năm và trên 55 tuổi, cái tuổi đủ rồi, tuổi thì đủ rồi. Nhưng mà 15 năm là hơi hiếm. 15 năm lấy cái lùng què ra 15 năm. Mẹ mới qua được 1 2 năm lấy đâu ra mà đòi 15 năm. Đã có nghĩa là ở Việt Nam người ta không biết. Tôi mỗi lần tôi về Việt Nam tôi nghe người ta cứ nói trời ơi ông bà già rồi qua Mỹ giờ hỏi sao nó trời quá hưởng tiền già, ăn miễn phí. Miễn cái lùng què tụi bay miếng đủ đi mẹ mày cái vết lòn không cho mày liếm luôn thì ngồi mà nói mà miễn phí. Đủ mất cái băng vệ sinh của Mỹ nó vứt đi không cho tụi bay ăn đâu. Do dù là có người ăn không cho mày ăn đâu, nhất tụi bay không cho tụi bay ăn đâu, mày ngồi đó mà đòi ăn miễn phí, lùng què tụi bay đi mẹ tụi bay khổ lắm. Thành ra là cái dân Việt Nam này nó có cái bệnh sĩ diện nó từ trong máu nó ngấm ra rồi. Có người nữa nha, bây giờ bình thường nhá, muốn ở già mà muốn đi gặp bạn bè phải biết lái xe, mày xe đéo biết lái đi đâu, đâu có như việc đó là nỗi khổ không biết lái xe. Bây giờ không biết, thứ nhất không biết lái xe, cái thứ hai không biết đường đi, nói đơn giản không nói xa xôi. Bây giờ mấy ông mấy bà mà 70-80 tuổi mà ở miền Tây lên Sài Gòn thôi đủ đi mẹ biết đi đâu, bây giờ nói thẳng luôn khỏi nói xa xôi. Việt Nam mà không đó đi đâu biết cũng cặc gì mà đi, nói đừng nói Mỹ nha, Mỹ là còn gấp trăm lần khó khăn hơn nữa đó. Ở Việt Nam thôi mấy người miền Tây già đó lên Sài Gòn đó, con cháu bên đây giàu thôi, giờ ba má lên đây phụng dưỡng này, đúng không? Mà đạo Phật thì em nói với anh chị là người ta đã nghiên cứu á, ta học viết, người ta ít nói về cái Phật pháp, mà ta nói về đời sống nó nhiều của thực tế. Không tin thì mấy anh chị có thể coi những cái clip mà của chùa Hoằng Pháp á, giảng đạo cho mấy Phật tử á, rất thực tế, được nên đếp đá họ như vậy. Anh biết mà. Ok Pháp, tại Luli cũng muốn.